Vâng, dạ em Quốc Hùng xin chào toàn thể tất cả bác và toàn thể tất cả anh em. Thì hôm nay thì em lên sóng chi tiết chiếc đời Acuphay Pro 5 cho tất cả bác cùng xem. Thì đây là cái chiếc đời Acuphay Pro 5 hiện tại bên em có và chỉ có một con duy nhất nha bác nha. Đấy, và độ đẹp của sản phẩm thì các bác nhìn này. Rất là đẹp luôn nha bác nha. Đó, cực kỳ đẹp nha. Đấy, mặt này, mặt là mặt phay xước nha bác nha, mặt phay xước này. Đấy. Rất đẹp luôn nha. Thì về dòng sản phẩm Acuphay Pro 5 thì là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng và sản phẩm này cũng cực kỳ là hiếm, rất là ít trên thị trường nha bác nha. Và Pro 5 thì nó tích hợp hai cái đèn nước đằng trước cực kỳ là đẹp, với cái cấu hình là một sở hữu một cái size 3U rất là hầm hố nha bác. Đấy, size 3U. Đó là những cái khe hóc gió để ở phía trong có quạt, đó là nó hút gió vào làm mát phần công suất phía bên trong. Thì con này nó rất là khủng, công suất mát nó là 1500W và chạy là 40 sò Toshiba Sandisk. Tí em sẽ đi vào để nội thất phía bên trong cho các bác cùng xem. Đó, đây nha các bác nha, ốc vít thì em đã vặn rồi để mở cho các bác xem nó nhanh hơn, khỏi mất thời gian. Đó, về hình thức thì còn rất là đẹp và hầu như là không có một vết xước nào em ơi nha, hầu như không có một vết xước nào. Đó, rất đẹp luôn từ mặt trước đến mặt sau. Đây nha các bác. Đó, chân này còn nguyên này, chân còn nguyên đầy đủ. Đây, đây là phía sau. Đường tín hiệu vào thì nó sẽ gồm là canon và 6 ly. Ở giữa canon và 6 ly thì nó sẽ có một nút gạt qua lăng và gạt 6 ly. Gạt qua ba lăng thì chơi ba lăng, gạt qua 6 ly thì chơi 6 ly. Đấy. Và đây là quạt gió nha. Con này thì điện là 100V này. À, có 9 cầu điện nha. Con này có 9 cầu điện qua 220, 240 tùy nha bác nha. À, con này thì công suất tiêu thụ điện là 880W và công suất ra lo mát là 1500W nha bác. Đây nha bác, 1500W này. À, mắc in cho băng, điện là 100V. Dây guồng tất cả là riêng hết nha. À, chạm lo tín hiệu đường ra là bắp chú và mỏ chim thông dụng nha. Đấy. Rồi em đi vào cái nội thất phía bên trong để cho các bác cùng chiêm ngưỡng cái nội thất phía bên trong sản phẩm này nha. Đấy. Thì nắp của nó thì nó chia làm 3 phần, thì hai bên hông và cái nắp lưng ở trên nha bác nha. Đây. Đó. Đây là cái nắp lưng trên, để các bác nhìn này, rất là đẹp luôn nha. À, hầu như là có một vết xước nào cực kỳ là đẹp nha bác. Còn đây là nội thất phía bên trong này, chạy là 40 con sò Toshiba Sandisk, mỗi bên là 20 con, thì ở trên gồm mỗi bên nó là 10 con xanh và 10 con đen, ở trên là phía bên này là 10 con xanh này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, dưới là 10 con đen nha bác nha. Tương tự ngược lại là phía bên này là 10 con đen và dưới là 10 con xanh. À, xanh là mã là 302, còn đen là 281 nha bác nha. Một cái mã sò cho thức âm cực kỳ là hay. Đó, hàng thì bên em bao chất lượng cho tất cả bác nhìn này. Quý mặt Acuphay thì bác biết rồi. Hàng mới này còn trinh tinh luôn nha bác, mới trở trinh tinh luôn. Cái này là gelé rất là to luôn nha. Gelé cực kỳ to. Đó. Và phía bên trong này đó là hai phần công suất phía bên trong thì nó sẽ gồm hai tủ Elena, tủ Elena Audio nha bác nha, một cái dòng tủ cho thức âm lọc tiếng rất là sạch và cho thức âm cực kỳ là hay. Con này thì mỗi tủ của nó là có chỉ số là 39.000 mi nha bác nha. Rất là khủng khiếp. Đây các bác nhìn này, 100V 39.000 mi nha. Chỉ có hai tủ mà mỗi tủ chơi 39.000, cực kỳ là khủng. Thường thường là những tủ khác thì bên em thấy là toàn tầm là 20.000 25.000 là to rồi, con này thì lên tới là 39.000. Đấy. Còn chúng ta có thể đấu cái cầu điện ở đây nha bác, cầu điện ở đây thì nó có một cái băng màu là điện là 100V. Đây 100V, 120, 224, thì nó có một cái băng màu như thế này, các bác muốn chuyển dòng điện nào thì các bác theo cái băng màu và đổi theo băng màu. Đó, nếu như là ở cái này là 1 này, 2 này, 3
4, 5. Thì nó sẽ có 5 cái bảng màu để cho các bác thay đổi theo cái dòng điện. Một cái tempo xuyến nồi cực kỳ là lớn ở đây, và hàng này mới tinh nha bác, rất là mới luôn, tổng qua chiếc đáy ắt con phay và rổ nắp đấy, rất là mới luôn nha. À, quá đẹp nha bác. Rồi thì giờ thì bên em cũng mời tất cả bác chúng ta cùng lắng nghe chất âm của chiếc đáy ắt con phay và rổ nắp. Ai cho tôi tình yêu để làm duyên nụ cười, tôi xin dâng tình tôi trọn đời. Người ơi người, xin đừng e ấp làm tim nghẹn ngào. Người ơi người, xin đừng làm tim nghẹn ngào. Chiếc đời ắt con phay Pro 5. Vâng, và chiếc đời này thì hiện tại bên em đang có mức giá là 27 triệu, bên em đã bao ship toàn quốc cho tất cả bác nha. Thì mọi chi tiết mua hàng tất cả bác liên hệ của Hồng Quay Xuân Thổi trên màn hình. Em xin chào và hẹn gặp lại tất cả bác những video lần sau.